Mình yêu cầu là hiển thị mức lương trung bình theo phòng ban. Như vậy mình sẽ coi thử là nhân viên có gì. Mức lương trung bình theo phòng ban. Nhân viên. Mã nhân viên. Họ lốt tên. Mã nhân viên theo phòng ban. Dự án. Mình phải sử dụng cái quản lý dự án nha các bạn. Quản lý dự án. Nhân viên. Đây, nhân viên. Mức lương trung bình theo phòng ban. Như vậy các bạn sẽ dùng cái cơ sở dữ liệu là quản lý dự án. Thì chúng ta sẽ có mức lương trung bình theo phòng ban. Ở đây mình có phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5. Được không? Phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5. Và chúng ta sẽ select sao from nhân viên chấm phẩy. Đây là mình thấy được cái bảng này. Còn nếu như mình sẽ lấy là where phòng ban PHG bằng phòng ban 001. Mình sẽ xem thử là tất cả nhân viên thuộc phòng ban 001. Đây. Như vậy mình đã có lương của người ta là 1.000, 1.200, 1.200, 2.400, 3.400. Lương trung bình là khoảng cỡ 1.133 đồng. Phải không? 1.100. À, 4. 4 mà chia 3. Rồi. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ sử dụng AVG của lương, tính lương trung bình một nghìn một trăm ba mươi ba đồng, tính nhẩm ha, 133 đồng. Như vậy thì đây là lương trung bình của ai, của cái phòng P001. P001. Bây giờ mình muốn nó xuất cái mã phòng ban ở đây được không? PHG được không? PHG001. Kịp chỗ này không? Tìm lương trung bình. Tìm lương trung bình của phòng 001. Mình xuất ra hai cái. Một là mã phòng ban, hai là lương trung bình. Các bạn ở dưới làm ra được không? Tivi khó nhìn quá thì chuyển qua cái dãy bên này nè. Dãy bên này nhìn sẽ dễ thấy tivi hơn. Không hôm nào Hùng lại mua thêm cái máy chiếu mini nữa gắn bên kia. Hả? Gắn xây xuống cái tường dưới rồi. Máy chiếu mini. Nhiều. Máy chiếu mini nhiều. Bây giờ nè, đổi ra câu hỏi. Đổi lại câu hỏi nha. Người ta hỏi là lương trung bình của mỗi
phòng ban. Đó, câu này không chỉ phòng ban 001 mà có bao nhiêu phòng ban tính trung bình hết. Thì chúng ta sẽ đổi câu lệnh ở trên tí xíu nha. Chúng ta sẽ đổi câu lệnh ở trên tí xíu. Các bạn sẽ sửa lại câu lệnh này giúp thầy. Như vậy chỗ này các bạn thử nào. Select mã phòng ban PHG-AVG của lương. Rồi ở dưới đây chúng ta cũng from nhân viên, và dưới này chúng ta không có where mà chúng ta group by mã group by PHG. Group by đây, phòng 01 hồi nãy mình tính ra được là 1133, phòng 02, phòng 03, phòng 04, phòng 05, thấy không? Rồi nó có cái phòng nôn này là phòng gì? Phòng trống. Rồi bây giờ mình xem lại thì cái phòng đó là phòng gì. Mình sẽ search, mình sẽ tìm cái select sao from nhân viên. Mình coi thử là trong nhân viên này nó có cái gì. Đây, có thấy phòng nôn không? Là hai bạn nè. Hai bạn này chưa được gán phòng nè. Bạn Quân và bạn Hoàng nè. Cho nên nó để là phòng nôn là đúng rồi. Được không? Giả sử chỗ này mình để là phòng 001, phòng dưới này mình để là phòng ban 004. Rồi cập nhật hai bạn này, cập nhật hai bạn này vô apply, cập nhật hai cái phòng ban nó vô. Rồi chạy lại câu query của mình, chạy lại câu query nhé. Group by hết chưa? Phòng 01 của mình tăng thêm một người cho nên giá trị trung bình nó sẽ khác. Kịp không ta? Kịp nha, không kịp nói không kịp. Ngồi bấm cái điện thoại đó thôi rồi luôn rồi đó, biết rồi. Chỗ này chúng ta có thể đặt tên gọi của nó. Chỗ này chúng ta sẽ đặt là lương trung bình. Lương trung bình. Và chúng ta chạy lại. Rồi như vậy thì các bạn đã có được phòng ban. Chỗ này các bạn có thể đổi lại thành chữ là mã phòng ban. Mã phòng ban lương trung bình. Mình đã dùng thêm từ khóa gì nào? Group by, nhóm theo cái gì? Kịp không? Như vậy chỗ này chúng ta đã thêm kiểm tra lương trung bình của một phòng ban nào đó thì mình dùng where. Còn mình kiểm tra
lương trung bình của từng phòng ban thì mình dùng group by, tính trung bình theo từng nhóm một, tính trung bình theo từng nhóm ha.